Sáng ngày 11 tháng 8 tại huyện Mường Khương, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã kiểm tra khảo sát 5 năm thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy. Thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư, huyện ủy Mường Khương đã tuyên truyền quán triệt nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ được nâng lên. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy lưu ý huyện cần làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo, dân tộc, kiểm soát tốt an ninh biên giới, thực hiện hiệu quả hoạt động giao lưu đối ngoại nhân dân, giữ bình yên khu vực biên giới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao cách làm của Mường Khương trong thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư. Đồng chí yêu cầu huyện tiếp tục chú trọng hơn nữa việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đặc biệt là mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò của người đứng đầu, lắng nghe giải quyết kịp thời ý kiến của nhân dân. Đây là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.